một cái nắp hộp điện rất dày và nặng các bạn. Trọng lượng của cái nắp hộp điện này tới 3 kg lần các bạn. Và cái nắp hộp điện này của con motor điện Hyosung Hàn Quốc, công suất 11 kg, đang được lắp đặt với một cái hộp giảm tốc tải nặng R series. Trong video ngày hôm nay mình sẽ đấu điện và khởi động cho các bạn xem sự kết hợp giữa motor điện Hyosung Hàn Quốc lắp đặt với hộp giảm tốc tải nặng R107 Quanxin và xem chuyển động của cái dòng này các bạn ha. Các bạn thấy không? Cái hộp điện này nó đã dày nặng nữa. Bây giờ mình sẽ đấu một cái nguồn điện vào đây. Chia sẻ với các bạn thì về cái tiết diện dây các bạn, thì ở đây mình đang sử dụng một cái loại dây có tiết diện khá là to này các bạn. Thì theo motor điện thì cứ theo ampere các bạn, chúng ta sẽ chọn cái loại dây cho nó phù hợp. Nếu các bạn chọn một cái loại dây nó không đủ tải thì nó sẽ bị cháy các bạn ha. Thì trước khi khởi động mình chia sẻ với các bạn ha về con motor điện của chúng ta, đây là motor điện 4 cực. Tốc độ vòng quay của nó là 1470 vòng các bạn ha. Và hộp giảm tốc của chúng ta có tỷ số truyền là 1/65.6. Thì mình sẽ chia cho các bạn xem để tốc độ cái đầu ra sau cùng á. Các bạn lấy 1470 các bạn chia cho 65.6 thì tốc độ đầu ra sau cùng của nó rơi vào khoảng 22.4 vòng đấy các bạn. Và chúng ta sẽ khởi động để xem nó chuyển động như thế nào. Bây giờ mình sẽ đánh dấu ngay tại vị trí này ha các bạn ha. À, khi nó xoay lại đúng vị trí này thì nó sẽ tương ứng với một vòng. Các bạn thấy nè, motor giảm tốc của chúng ta nó đang chuyển động ha. Và các bạn thấy cái vị trí màu vàng mình đánh dấu nó đang xoay. Và cái motor giảm tốc của chúng ta, nhà sản xuất Quanxin chia sẻ rằng thì với cái hộp giảm tốc này, cái mức độ ồn của nó là khoảng 65-70 dB. Thì các bạn thấy là hộp giảm tốc của chúng ta thì về cái chỉ số độ ồn là một cái chỉ số khá là quan trọng. Thì để đo được cái độ ồn, chúng ta cần phải có một cái môi trường kính và đồng thời là những cái thiết bị chuyên dụng để chúng ta để test được cái độ ồn của sản phẩm này. Tuy nhiên trong video này thì cũng mình muốn thực nghiệm với các bạn bằng cái việc là chúng ta sử dụng cái mic thu âm như này, và mình sẽ cho các bạn nghe cái âm thanh hoạt động của cái hộp giảm tốc bằng một cái môi trường thực tế để các bạn có thể cảm nhận được và đánh giá một phần nào. Tuy nhiên thì để chính xác thì chúng ta cần phải có những cái công cụ chuyên dụng cũng như là môi trường điều kiện đó để đáp ứng được cái việc mà chúng ta đo được cái độ ồn các bạn ha. Đầu tiên thì với cái công suất motor của chúng ta là motor 11 kg, thì các bạn thấy được là cái phần motor của chúng ta nó rất là to và cánh quạt cũng rất là to. Các bạn nghe cái phần quạt ở đuôi nó quay này. Đây là cái phần âm thanh ở phía đuôi của cái motor điện. Vậy thì với cái hộp giảm tốc mình sẽ di chuyển qua đây các bạn thế nè. Bắt đầu mình sẽ đặt sát cái mic vào bên trong đây các bạn ha. Gần như là với cái điều kiện như thế này, bản thân mình còn nghe cái âm thanh này nó gần như là không có một cái tiếng ồn nào. Thì để đạt được cái độ chính xác thì chúng ta cần phải có thiết bị chuyên dụng các bạn ha. Chúng ta chỉ nghe được cái phần âm thanh ở phía đuôi của motor điện thôi. Còn với cái hộp giảm tốc của chúng ta nó hoạt động rất là êm qua cái thính giác của mình cũng như là cái mức độ cảm nhận ở cái bề mặt, ở cái môi trường như thế này. Thì chúng ta sẽ thấy được là hộp giảm tốc nó hoạt động rất êm. Đây các bạn xem nè. Cái vị trí mình đánh dấu màu vàng đúng không? Nó đang xoay nè. Vậy thì với 1470 vòng motor điện thì nó sẽ ra 22.4-22.5 vòng đầu ra hộp giảm tốc. Vì hộp giảm tốc của chúng ta nó có tỷ số truyền là 1/65.6. Thì chia sẻ thêm với các bạn một vài điều, đó là về cái hộp giảm tốc này, nó sử dụng loại dầu là VG220, một loại dầu chất lượng cao phù hợp cho cái dòng hộp giảm tốc tải nặng, cũng như là hộp giảm tốc có cái bánh răng ở bên trong là bánh răng thép hợp kim 20CRMNT+ các bạn ha. Thì cái sản phẩm mà có sử dụng với cái thép mà đạt cái hợp kim như vậy thì nó có cái khả năng chống mài mòn rất là cao, cũng như là tăng độ bền cũng như là độ cứng của cái bánh răng. Và các bạn đang được thấy ở đây chính là sự kết hợp giữa motor điện Hyosung, một thương hiệu motor điện hàng đầu Hàn Quốc, lắp đặt với hộp giảm tốc tải nặng Quanxin có mã là R107. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại ở video sau.